Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Và tiếp theo cái chuyên mục của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn những ngày tốt, ngày xấu, ngày trung bình trong tháng 4 âm lịch của năm 2020. Thì đây là một cái tháng đủ. Thì cũng như các cái video trước thì chúng ta chú ý ở trên này, cái cột đầu tiên là cột thứ ngày, tương đương với thứ ngày ở đây là bên này là cái ngày dương lịch và đây là ngày âm lịch từ ngày mùng 1 cho đến ngày 30. Đây là lịch can chi, sao, lục nhâm, vận xấu khác. Rồi đây là kết luận là ngày tốt, ngày xấu để cho chúng ta tiện để lựa chọn. Thì tôi sẽ quay từ từ để cho mọi người cũng nhìn rõ để thấy được kỹ hơn. Đến ngày âm lịch, ngày mùng 1 của tháng 4 âm lịch là ngày 23 tháng 4 đây. Đây là ngày bình thường. Ngày mùng 2 là ngày 24 của tháng 4. Đây là ngày rất là tốt. Đấy. Ngày tiểu cát, ngày tốt. Ngày mùng 3 là ngày 25 tháng 4, đây là ngày không vong, là ngày tam nương, đây là ngày xấu. Ngày mùng 4 là ngày 26 tháng 4, đây là ngày bình thường. Ngày mùng 5 là ngày 27 tháng 4, đây là ngày tốt. Ngày mùng 6 là ngày 28 tháng 4, đây là ngày bình thường. Còn ngày mùng 7 là ngày 29 tháng 4, đây là ngày tam nương, là một ngày xấu. Ngày mùng 8 là ngày 30 tháng 4, đây là ngày xấu. Ngày mùng 9 là ngày mùng 1 tháng 5, đây là ngày xấu. Ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch là ngày mùng 2 tháng 5, là ngày bình thường. Ngày 11 tháng 4 âm lịch là ngày mùng 3 tháng 5, đây là ngày bình thường. Tuy nhiên ngày này là nên kỵ kết hôn. Đấy, đã có ghi chú sẵn ở đây để mọi người tiện theo dõi. Ngày 12 là ngày mùng 4 tháng 5, đây là ngày tốt. Ngày 13 là ngày mùng 5 tháng 5, đây là ngày tam nương, là ngày xấu. Ngày 14 là ngày mùng 6 tháng 5, đây là ngày tốt này. Ngày 15 là ngày mùng 7 tháng 5, là ngày xấu này. Ngày 16 là ngày mùng 8 tháng 5, là ngày bình thường. Ngày 17 là ngày mùng 9 tháng 5, đây là ngày bình thường. Ngày 18 là ngày mùng 10 tháng 5, đây là ngày tam nương, là một ngày xấu. Thì cái ngày đối với những ngày tam nương này thì kiêng làm những cái việc gì thì tôi đã có một cái video chia sẻ lên để cho mọi người xem rồi. Thì chúng ta xem lại cái video này, xem là trong cái ngày tam nương ta không nên làm những cái việc gì. Cái nguồn gốc của ngày tam nương như thế nào cũng đã có rồi. Tôi đã có một cái video rồi. Ngày 19 là ngày 11 tháng 5, đây là ngày bình thường. Ngày 20 là ngày 12 tháng 5, đây là ngày sát chủ, là ngày xấu. Ngày 21 là ngày 13 tháng 5, đây là ngày xấu. Kết luận lại là ngày xấu. Ngày 22 là ngày 14 tháng 5, đây là ngày tam nương, là ngày xấu. Ngày 23 là ngày 15 tháng 5, đây là ngày bình thường. Ngày 24 là ngày 16 tháng 5, đây là ngày bình thường. Ngày 17 tháng 5 là ngày 25 âm. 25 âm của tháng 4, đây là ngày bình thường. Ngày 26 của tháng 4 âm lịch là ngày 18 tháng 5, là ngày xấu. Ngày 27 là ngày 19 tháng 5, là ngày tam nương, đây là một ngày xấu này. Ngày 28 là ngày 20 tháng 5, đây là ngày tốt. Ngày 29 là ngày 21 tháng 5, đây là ngày bình thường. Ngày 30 là ngày 22 tháng 5 dương lịch, là một ngày tốt. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là cái lịch ngày tốt xấu trong tháng 4 năm 2020 theo âm lịch để chúng ta tiện theo dõi đối chiếu và chọn cho mình được một cái ngày tốt để khai trương, động thổ, cưới hỏi hay là bất kỳ một cái công việc nào. Và mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn một cái kiến thức cực kỳ bổ ích. Cuối cùng chúc quý anh chị và các bạn sẽ lựa chọn được ngày tốt cho mình, phù hợp với mệnh để làm ăn ngày càng phát đạt hơn.
Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.